Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, RFA hãy quay về mà tìm tự do cho chính nước Mỹ. Lo cho dân Mỹ thì tốt hơn, đừng đi nhúng mũi vào việc của Việt Nam. Còn những kẻ sống trên đất nước này, muốn ăn gì thì ăn, uống gì thì uống, làm gì tùy ý, được học hành và chăm sóc sức khỏe chu đáo mà vẫn thấy mất tự do, thì hãy sang Mỹ mà sống để xem cái mùi tự do nó như thế nào. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết RFA hãy về mà tìm tự do cho nước Mỹ, đăng trên trang Hương Sen Việt. Mới đây, trên Facebook xuất hiện tin bài ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục ngồi ghế bí thư có là hạnh phúc cho dân của Đài Á Châu Tự Do, công cụ truyền thông đắc lực của CIA. Sau câu hỏi đó, RFA dẫn lời một cá nhân có tên là Hoàng Dũng, được giới thiệu là phó giáo sư tiến sĩ đang sống ở Sài Gòn nói: "Tôi thấy cách nói đó nó kỳ cục, giống như mọi sự kỳ cục đang diễn ra ở đất nước này. Họ cứ thấy là họ có thể cưỡi đầu cưỡi cổ dân tộc này, càng lâu thì dân tộc này càng hạnh phúc." Rồi đến Lê Trung Khoa, sinh năm 1971, vô học, vô nghề, quê Thanh Hóa, theo bố là lao động xuất khẩu sang Đức bán hàng rong, với mấy câu tiếng Đức bồi, cũng lập ra Thời Báo D, một trang báo lá cải không có chút tiếng tăm gì ở Đức mà RFA cũng bày trò phỏng vấn, mớm lời để hắn phun ra những câu hỗn xược rằng lòng tham của những người đứng đầu Đảng Cộng sản thì vô cùng lắm, nhất là về tham nhũng quyền lực, nó còn tệ hơn tham nhũng. Điều này rất tệ hại vì sẽ không dân chủ, mất tự do, ngày càng độc tài. Người có tiếng nói phản biện bị làm khó, thậm chí bị bắt, kể cả những người đã già như Phạm Thành, Phạm Chí Dũng. Thật nực cười khi những tên chuyên đánh hơi để gâu gâu, quậy đuôi làm trò tiêu khiển cho vừa ý chủ, làm ô xin cho RFA mà chẳng hiểu gì về Mỹ. Người chủ đích thực của chúng lại cứ đi thọc mũi vào chuyện của người khác. Đúng là rau nào, sâu ấy. Vậy hãy xem nước Mỹ tự do, dân chủ, nhân quyền tốt đẹp như thế nào. Trước tiên phải nói rằng ám sát, giết chóc, lật đổ, can thiệp vào mọi việc của nước khác, đó là bản chất của Mỹ. Mới gần đây nhất, một cảnh sát da trắng đã dùng đầu gối quỳ ghì cổ chết một thanh niên da màu, khiến người dân bất bình, đốt trụi đồn cảnh sát, đốt phá xong thì hôi của sạch các siêu thị. Sau đó các cuộc biểu tình đã lan ra 30 thành phố khắp nước Mỹ, sang cả châu Âu, Úc. Trung bình một năm cảnh sát Mỹ bắn chết 1.000 người khi họ chưa có tội, tra tấn cầm tù hàng ngàn người không bao giờ xét xử, kết án tù oan ít nhất 30 vụ năm. Nước Mỹ là thiên đường hay địa ngục khi ở đó có hàng triệu người vô gia cư, có hàng ngàn người chết đói, hơn 1.000 vụ xả súng thảm sát, 40.000 người chết do tai nạn giao thông, từ 27.000 đến 70.000 người chết vì cúm mùa mỗi năm. Các băng nhóm xã hội đen lớn nhất thế giới đều có mặt ở Mỹ. Liệu chúng có được bảo kê? Nước Mỹ là nơi tập hợp 1% những tên giàu có, bất nhân chiếm 99% của cải toàn xã hội. Với 99%, những người còn lại chỉ sở hữu 1% của cải và họ là người máy bằng xương, bằng thịt, tất tần tật từ ăn, ngủ, làm việc, giải trí và chết đều công nghiệp. Toàn bộ Thượng viện, Hạ viện Mỹ không có người dân thường nào, vậy có mất tự do, dân chủ, độc tài không? Mỹ đang có cuộc tranh cử tổng thống, họ hợp pháp hóa cả tham nhũng tranh cử bằng tiền, bằng vận động hành lang, trả tiền mua phiếu công khai. Cái đó có là tham nhũng quyền lực tệ hơn cả tham nhũng không? Còn ở Việt Nam, chỉ có việc lựa chọn người xứng đáng, có tâm, có tầm, có tài, có đức ra làm việc dân, việc nước, bởi mọi việc ích đều ở nơi dân, mọi quyền lực đều là của dân. Nước Mỹ tử tế, tốt đẹp thế khi họ ném bom nguyên tử xuống đầu dân thường ở Nhật Bản, họ gây chiến tranh khắp thế giới. Tính từ 1945 đến nay, đã giết chết 500 triệu người ở các nước, giết toàn bộ lãnh đạo Iraq, Afghanistan, Libya khi tài trợ cho các phe đối lập lật đổ chính quyền sở tại, can thiệp sâu vào nội bộ các nước, tạo ra các cuộc cách mạng màu, lật đổ những chính phủ không vừa lòng Mỹ, biến nhiều quốc gia thanh bình thành vũng bùn nội chiến, không có hồi kết, tạo ra chủ nghĩa khủng bố ở khắp nơi để lũng đoạn thế giới.
nước Mỹ dân chủ, tự do. Thế khi mọi người đều bị kiểm soát điện thoại, thư điện tử, tài sản, bí mật đời tư bởi luật chống khủng bố. Trên phim ảnh, Mỹ luôn là anh hùng giải cứu thế giới. Nhưng thật nực cười, khi xảy ra dịch COVID-19, Mỹ lúng túng như gà mắc tóc, đổ vấy, đổ vá khắp nơi, tự đánh bóng để trốn trách nhiệm, hèn, không có chút bản lĩnh anh hùng nào. Ở Mỹ, chỉ có tiền mà không có tình người, cả gia đình vào ăn cùng bàn, nhưng ăn xong phần ai người đó trả. Vợ chồng hôn nhau chuồn chuột, nhưng ăn xong ai trả tiền phần người đó. Lối sống đó làm gì có tình người? Chính vì thế mà cái mặt nạ giả dối của nước Mỹ rớt một cách thảm hại khi con COVID-19 gõ cửa. Khi lãnh đạo Việt Nam và nhiều nước mất ăn mất ngủ bởi đại dịch, thì Tổng thống Mỹ còn lo đi đánh golf và lên Twitter chiếm chém gió. Mặt người dân mạnh ai nấy lo. Tất cả những gì họ quan tâm là tiền và tiền. Người dân phải chịu chi phí rất lớn khi xét nghiệm điều trị. Một đôi vợ chồng nhiễm COVID-19 khi điều trị bình phục nhận được hóa đơn 840.000 đô cho chồng, cả hai dự tính 1,5 triệu đô. Vì thế, đến cuối tháng 5 2020 đã có hơn 1,7 triệu người nhiễm, 102.000 ca chết vì COVID-19. Những kẻ ca ngợi Tổng thống Mỹ đem hết lương quyên góp thử tính xem cái giá 102.000 mạng người đáng giá bao nhiêu tiền. Tự giải cứu mình không xong, Mỹ rơi xuống top best nhất thế giới. Như vậy là quyền được sống của người dân, chính phủ Mỹ cũng không đảm bảo được, nói gì đến nhân quyền và các thứ khác. Và còn rất nhiều vụ việc khác mà hôm nay chưa đủ thời gian để kể ra đây. Điểm qua vài việc trên để thấy, RFA hãy quay về mà tìm tự do cho chính nước Mỹ, lo cho dân Mỹ thì tốt hơn, đừng đi nhúng mũi vào việc của Việt Nam. Còn những kẻ sống trên đất nước này, muốn ăn gì thì ăn, uống gì thì uống, làm gì tùy ý, được học hành và chăm sóc sức khỏe chu đáo mà vẫn thấy mất tự do, thì hãy sang Mỹ mà sống để xem cái mùi tự do nó như thế nào. Nước nào cũng có pháp luật để trị quốc an dân, bảo vệ nhân dân. Bọn vô ơn phản quốc vi phạm pháp luật như Phạm Chí Dũng, Phạm Thành bị trừng trị là đích đáng. Đó là kết cục tất yếu của những kẻ theo voi ăn bã mía, già không trót đời, đeo áo tơi mà chết, để lại tiếng xấu ô uế muôn đời.